Văn phòng luật sư đối diện tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ do luật sư Jimmy Nguyễn Bolden và luật sư David Nguyễn phụ trách, chuyên lo về các vụ tai nạn xe cộ. Quý vị không phải trả một lệ phí nào, chỉ nhận thù lao sau khi được bồi thường. Luật sư có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị đem về quyền lợi cao nhất. Khi bị tai nạn xe cộ, quý vị đừng bao giờ chấp nhận sự bồi thường của bảo hiểm mà không có sự hỗ trợ của văn phòng luật sư. Hãy gọi ngay cô Mandy Fan 832-840-0841 để được hướng dẫn và tham khảo miễn phí. Văn phòng còn chuyên lo luật phá sản, luật di trú, luật gia đình, luật thương mại. 832-840-0841.